Quý anh chị làm công ty ở khu công nghiệp Tân Hương ơi, bao năm làm việc vất vả nè, anh chị đã có tích góp cho mình một số dư nào chưa? Nếu đã đủ đầy rồi thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến cho anh chị mình hai lô đất nền giá cực kỳ rẻ luôn, chỉ có 390 triệu thôi nha. Có thổ cư nè và nằm sát bên khu công nghiệp Tân Hương của mình luôn. Thì anh chị mình mua về mình có thể xây nhà nè, mình đi làm gần khu công nghiệp Tân Hương ha. Và mình sẽ bớt được một phần chi phí ở trọ nè, hoặc là mình có thể mình mua về mình làm tài sản làm của cho con cháu sau này ha. Hoặc là quý cô chú và anh chị đầu tư đó, mình có thể mua hai lô đất này nè, mình về mình xây nhà trọ nha. Vì miếng đất của mình nằm sát bên khu công nghiệp Tân Hương luôn, cách khu công nghiệp Tân Hương chỉ có là 2 cây số thôi nha, theo một đường thẳng này nè. Mình đi thẳng 1 cây số là mình sẽ ra tới quốc lộ 1A. Dạ rồi, thì em là Tiến bên công ty nhà đất Huyền Trang Thái, hôm nay em về xã Tân Hương để quay giới thiệu đến cho cô chú và anh chị nè một hai lô đất nền ha. Thì hai lô đất nền của mình cách đường nhựa chỉ có 1 cây cầu thôi nè cô chú và anh chị. Đây đó, vô đây là sẽ tới 2 cái lô đất nền của mình. Thì trước khi quay chi tiết 2 lô đất nền này nè, em sẽ giới thiệu về cái phần đường đi trước cho anh chị và cô chú mình nắm rõ hơn nha. Thì từ vị trí này em đang đứng nè, cô chú anh chị mình di chuyển theo một đường thẳng này, mình sẽ ra tới quốc lộ 1A, chỉ có 1 cây số thôi đó. Và khu vực này nằm giữa ngay chỗ là thành phố Tân An và thành phố Mỹ Tho luôn nha cô chú và anh chị. Rất là thuận tiện đường xá đi lại luôn. Một hướng về trái là mình sẽ đi khoảng tầm 10 cây số là mình sẽ tới ngay ngã ba Trung Lương nè. Còn mình về phải mình đi khoảng tầm 8 cây số nữa là mình sẽ vào tới ngay vòng xoay thành phố Tân An nha cô chú anh chị, của tỉnh Long An. Và mình về bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh á chỉ có khoảng là 50 cây số thôi, rất là gần nha. Rồi, thì cái hướng ngược lại cũng là một con đường thông luôn. Đã, mình đi hướng này là hướng về Chợ Gạo hoặc là mình đi về Mỹ Tho cũng đi được luôn nha cô chú và anh chị. Rồi quay lại miếng đất của mình, thì ở đây sẽ có 2 lô đất nền với diện tích là 90m², trong đó là thổ cư 100% luôn, và chủ bán với giá là 390 triệu cho một nền nha cô chú và anh chị. Thì cầu cũng đã bắt sẵn cho mình luôn rồi nè. Thì hiện trạng cái con đường của mình á, vô đó chỉ là đường xe máy thôi nha, nhưng mà cái cầu này thì rất là rộng luôn nè. Rồi, thì với diện tích là 90m², trong đó mặt tiền của mình á là 6m, chiều dài là 15m nha. Ở khu vực này là điện nước wifi là có đầy đủ nha cô chú và anh chị. Đó, đã có sẵn 2 căn nhà nè, hàng xóm ha. Đó, về thì nếu mà anh chị mà làm công ty nè, thì mình về đây mình có thể mua, mình xây nhà, mình ở, mình đi làm ha, sát bên công nghiệp Tân Hương luôn, rất là thuận tiện. Hoặc là quý anh chị cô chú mình đầu tư đó, mình có thể mua 2 lô đất này, mình có thể xây nhà trọ ha. Ở khu vực này thì nhà trọ em thấy rất là khá là nhiều luôn, vì nó rất là thuận tiện đi lại ha. Một đường thẳng là mình đi ra tới quốc lộ 1A, mình tới khu công nghiệp Tân Hương luôn. Thì đây là 2 lô đất mà em muốn quay giới thiệu cho cô chú và anh chị nè. Giá là 390 triệu cho một lô nha. Thì lô đầu tiên của mình nó có diện tích là ngang 6, dài 15. Thì 2 lô diện tích như nhau nha cô chú và anh chị. Thì trong đó là có sẵn là thổ cư 100% luôn. Thì đây, tính từ lô đầu là mình sẽ xét mép ngay chủ nhà hàng xóm ha. Mình đo ngang qua bên đây là 6m, có trụ ranh sẵn cho mình luôn nha. Và chiều dài xuống ngay chỗ hàng rào lưới B40 là 15m. Và lô thứ hai cũng vậy luôn nha cô chú và anh chị. Thì nếu mà cô chú và anh chị mình mua 2 lô á, thì sẽ giá là 770 triệu nha. Đó. Giá cả thì sẽ còn thương lượng trực tiếp với chính chủ luôn. Nếu mà cô chú và anh chị mình mua nền lẻ thì là giá 390 triệu nha. Chủ sẽ bao trọn gói giấy tờ cho mình luôn. Khu vực này thì em thấy là khá là đông dân cư luôn nha cô chú và anh chị. Đối diện mình nè, mình đi ra ngay chỗ cái cầu này là đường lộ nhựa nha cô chú và anh chị. Mình đi thẳng đường này ra 1 cây số thôi là mình sẽ ra tới ngay chỗ quốc lộ 1A, mình ra tới ngay chỗ khu công nghiệp Tân Hương luôn. Thì em xin nhắc lại nha, ở đây thuộc về xã Tân Hương của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Chủ gửi bên em bán 2 lô đất nền giá cực kỳ tốt luôn, 390 triệu thôi. Có thổ cư nè, ngang 6, dài 15 nha cô chú và anh chị. Đó, thì từ đây mà cô chú anh chị mình đi ra tới khu công nghiệp Tân Hương thì mình chỉ có khoảng là 5 phút thôi. Khu vực đó là sẽ có đầy đủ tất cả các nghĩa luôn, từ chợ nè, trường học, ủy ban ha. Đó. Thì chiều này là cô chú anh chị ra, mình ra đó là mình sẽ có như là chợ Trầm Hổm nè, rất là nhiều ở khu vực đó luôn. Còn mà cô chú anh chị mình muốn đi vào trung tâm thành phố Tân An á, thì mình đi chỉ có là 8 cây số thôi. Hoặc là mình muốn đi về thành phố Mỹ Tho là 10 cây số nha cô chú và anh chị. Mình cách bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh á chỉ có khoảng là 50 cây số thôi. Thì cái miếng đất của mình sẽ quay về hướng hướng gì để mà em coi lại nha anh chị.
Dạ, hai lô đất của mình sẽ quay về hướng Tây nha. Thì nếu mà cô chú và anh chị mình hợp cái hướng phong thủy này nè, mình có thể đi xem, mình gặp trực tiếp chủ luôn, mình thương lượng nha. Thì giá chỉ có 390 triệu thôi. Thì nếu mà cô chú và anh chị nào có quan tâm, mình gọi ngay số điện thoại bên dưới màn hình để mình đi xem đất nè, mình gặp chính chủ mình thương lượng luôn nha. Ngang 6 dài 15, thổ cư là 100% luôn. Thuộc về xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Hai nền, nếu mà cô chú anh chị mình chốt hai nền luôn, giá là 770 triệu nha. Cực kỳ tốt luôn cô chú anh chị ơi. Thì cô chú anh chị mình gọi ngay số điện thoại bên dưới màn hình để mà em có thể dẫn cô chú anh chị mình đi xem nè, sau đó mình gặp chủ luôn nha và mình thương lượng thêm nè. Dạ rồi, thì em cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video này của em nha.